ngâm tay. Trời ơi, công nhận đi nha. Chị đi gần cái tháng trời mới làm lại hả Bích hả? Dạ. Ôi, tao nói da nó ra quá trời luôn vậy đó. Làm xong nó đã gì đâu á. Coi có đứa nào cắt da tay làm cho lẹ lẹ chị luôn. Chị Lucy qua cắt cho chị Jennifer. Ủa, hôm nay có chị Jennifer tới hả? Dạ. Trời ơi. Ủa, chị Jennifer. Ủa, em tên Lucy hả? Em Lucy. Em Lucy, em làm đây nè. Ủa, học làm nail rồi hả? Ừ, em làm nail chị, trời ơi. Ủa? Em có kinh nghiệm lắm. Ủa, học Bích hả Bích? Dạ, đúng rồi. Học em được làm... bao lâu rồi? Được 3 tháng rồi. Căng nha, dạ. Học 3 tháng hả? Dạ, không cắt sao được không chị? Dạ? Em cắt được lắm, chị yên tâm đi. Có căng không? Trời. Ờ, quên. Thiệt tình đó. Quên. Có căng lót tay. À, đây, đúng không chị? Lâu lâu gặp nghệ sĩ nổi tiếng vậy mà. Không phải, kiểu như là gặp chị Jennifer, cái tự nhiên mình rung, bị áp dí cái rung. Biết dạ. Sao không? Nào giờ với chị cũng đâu có biết là... Gọi là đi học mà làm nail, ủa học làm nail làm chi vậy Lucy? Đi qua bển với chị á. Ôi, tính trước hết trơn. Tính trước hết trơn nè. Ủa? Cắt được nha cưng nha. Ủa chị? Rồi chết em đi. Trời ơi, cái gì vậy? Học gì mà bài bản không có nhớ gì hết trơn á trời à. Em xin lỗi chị, em 3 tháng nhưng mà kiểu như em bị quên á, lâu lâu quên bài. Gặp chị em quên nè. Thôi đừng có rung bình thường đi. Không, gặp khách khác là em rất là ấy mà sao chị gặp chị mà cái em quên hết. Thần hồn nát tính hết trơn à. Ủa rồi tiếp theo mình làm gì chị Bích? Ủa? Chị Jennifer thông cảm em đi. Dạ. Em Lucy nha chị nhớ nha. Lucy ha. Dạ. Đổi tên Lucy rồi. Quá trời xịt chi dữ vậy Bích. Mẹ ơi, cái gì vậy trời? Biết làm không vậy trời? Cái này sao? Cái này cái gì vậy? Cái này mà xịt lè vậy. Trời ơi. Vậy đúng không chị? Bích rồi em dạy cho Lucy được không vậy? Chị lo quá. Trời tép bé chứ gì cái chứ. 3 tháng đó chị. 3 tháng nha, ráng nha. Cắt cho chị đàng hoàng nha. Dạ. Chị là da chị nhiều lắm á. Dạ. Cắt cho chị đỡ ngứa coi. Dạ, đợi em tí xíu nha. Em cũng có khiếu về làm nail ha. Dạ, tại vì em cố gắng học để em qua bển là em đuôi theo chị mà. À, ráng đi, ráng học đi rồi biết đâu rồi mà cầm cái kèm cho thấy cái chán rồi. Trời ơi, cầm chuyên nghiệp vậy thôi chứ chị muốn gì nữa. Trời ơi, đi vòng da rồi. Ê, có chừng phạm mà không sao đâu, phải đổ máu chị mới chịu. Không, em làm theo phong cách nước ngoài. À. Là em chỉ cắt sơ sơ thôi. Không nha, chị là lấy khóe luôn cho chị đi. Lấy khóe mà lấy khóe phải đổ máu. Tại vì chị phải đổ máu nổi mũ đồ. Đang về chị nhức nhối đồ, chị ngủ ngon. Nhưng mà chị có kiện em không? Không không, bên Mỹ kiện chứ bên Việt Nam làm gì kiện phải không, riêng chị là chị phải đổ máu đi. Giống như chị ra hết cái khóe đó đó. Bích nè, nó móc chị nó quen rồi. Bữa nào mà nó móc không đổ máu chị về chị gọi điện thoại nói sao mày nó móc không đổ máu tao. Chị là phải đổ máu vậy đó cho nó ra cái khóe nó mới đã. Rồi sao cắt trên tay em không vậy? Chị thấy em cắt trên tay em không? Em cắt trên cái ngón tay chị nè. Không phải, tại em thử coi. Em thử trên cái ngón tay của em coi sao. Trời, có bị chảy máu không? Trời ơi. Em sợ, thật sự em sợ. Bích ơi được không? Được mà chị, được. Em năn nỉ. Chị đừng nói vậy, chị Bích chị đuổi em đó. Trời ơi, Bích ơi là ủa, Bích. Chị ơi, em mới ngâm tay cho chị. Rồi chị bỏ vô nước rồi. Nó chảy lỡ rồi cho nó mềm đi, nó chua chua như thế đó. Trời, chị Bích ơi, chị có thể. Dạ không, nói em cắt đi. Chị em đang cắt này, chị đừng có la, em rung. Trời ơi, học 3 tháng rồi, bình tĩnh đi cưng, có gì đâu mà rung. Em đi làm mà em rung vậy rồi làm sao làm được. Vấn đề ở đây á, cách ở nước ngoài khác mà cách ở Việt Nam khác nha. Cách ở Việt Nam là phải cắt da cho sạch đó. Dạ. Ôi trời. Ông ơi, chị nói nhỏ Bích ở dưới kìa chứ còn em. Ở dưới nó cũng chọt đau quá. Sợ quá, chị cứ u da em làm, mà chị cứ u da vậy sao em làm. Hình như cái nước này nó nhớt thì em chùi bớt. Em thấy em ổn không vậy? Dạ em ổn chị. Em cắt đi rồi lát nữa chứ ví dụ chị không ấy chị kêu Bích nó lên nó giũa sơ lại. À vậy hả? Ờ. Ủa chị làm vậy là chị hạ nhục em á. Tại vì em làm xong chị kêu cái người khác chỉnh sửa lại làm bị tổn thương, Lucy tổn thương. À vậy hả? Thôi xin lỗi nha, sorry. Ừ. Em biết học tiếng Anh về để đi làm nail nước ngoài không? Chưa quên nữa, chị dạy cho em cái đấy đi.
nghe nói chị bển chị là coi như là chị giỏi về cái vấn đề này lắm đúng không? Tại chị đã từng làm qua chị biết mà. Dạ, giờ sao chị chỉ em khách chị? Mới vô, ví dụ như chị cứ say hello, hello. Dạ, hello, giờ sao chị? How are you? Hỏi anh ta, hỏi sức khỏe đó. How are you? Rồi hỏi họ hỏi giống như đang hỏi chị nè, are you working today? Cứ hỏi chị đó. À, em hỏi chị hả? Are you working today? À, là hỏi chị hôm nay có đi làm không? À, are you working today? I am up. Thì ốp nó ốp. I am ốp. I am ốp. Ui nó đơn giản vậy hả chị? Ờ thì chị, nói chung chị là chị nói vậy mà người ta hiểu không? Dạ, tiếp theo chị. I do working today. I am ốp. Rồi ví dụ là chị ốp. Ví dụ mà chị đi làm thì sao? Chị hỏi hả? Không, chị ví dụ chị trả lời là chị đi làm á. Chị làm thì không phải là today you working on. On. Ủa có đứa nào nhắc tuồng vậy? You working hả? You working on. Ủa you là bạn mà cái này là I am là tôi nè. I am working on là tôi đây, tôi on ở đây. Dạ rồi ok. À giờ sang nữa. Rồi ví dụ như cứ ngồi cứ tiếp khách á, cứ trò chuyện cứ nói ví dụ nha, thì chị hay hỏi là are you married? Hỏi người ta đám cưới chưa? Are you married? Are you married? Are you married? Rồi. Are you married? I am single mom. Ok. Là có con nhưng mà ở vậy một mình. Dạ dạ. Alone á. Alone dạ. Rồi tiếp tục nữa là how many children? How many children? Là hỏi bạn mấy đứa con. Trời công nhận chị giỏi quá ha chị Bích ha. Dạ. Mà có nhiêu đó hả, mấy từ đó thôi mà ngày nào chị cũng hỏi cách vậy đó. Nhưng mà từ từ chị học và riết là quen là cho nên là cưng đi qua bên nước ngoài. Chị kỹ cưng này cưng cũng phải học như chị. Dạ. Rồi phải nói tiếng Anh, phải xã giao. Dạ. Tại vì người Tây người ta thích lịch sự tiếp cách nói chuyện á. Là vậy ta mới tiếp mình đúng không? Rồi. Dạ, dạ. Nói chung người ta vui người ta tiếp với lại người ta thấy mình cởi mở á. Dạ. Rồi cưng có hỏi gì nữa không? Hả? tại chị phải chỉ em hỏi chứ em đâu có biết cái đâu. Gì nãy chị hỏi là are you married, cứ hỏi chị đi. Are you married? Đổi rồi. Gì đó cứ hỏi gì anh, how many children? How many children? Three children. Three là ba ha chị nghe. Dạ three là ba. Three ba đó. Ví dụ mấy cha mấy gái mình nói one boy and one girl. Không, tí dụ em cưng hỏi đó. Ví dụ như cưng không biết thì cưng hỏi kiểu mà tắt á. Tóm tắt hả? One boy and one girl. And one girl. Two boy one girl. Hiểu không? Cưng hiểu không? Hiểu. Đó, mình cứ học mấy cái từ xã giao đó trước đi, nhẹ nhàng. Dạ. Rồi cưng, ví dụ như cách mới vô cưng phải hỏi you when barbecue and medicue. Ủa gì barbecue là nướng thịt hả? Tự nhiên cái vô làm neo rồi kêu người ta ăn thịt nướng. Trời ơi cái miệng lộn rồi. Medicue and medicue. Medicue and manicue. Gì có medicue tự nhiên chị chửi em vậy? Ủa em BD à? Chị nói medicue and medicue. Đó rõ ràng là medicue đúng không chị? tại vì em hết trơn á, người ta đâu có biết em BD mà em nói em BD. Không phải, nhưng mà cái vấn đề là chị nói medicue mà nghe cái giống như medicue vậy đó. À thì đó chị nói medicue. là móng tay móng chân. Rồi ví dụ như người ta you want color là hỏi chị Sơn á. Color là màu gì đó? Rồi. Cái quan color. I thinking about yellow. I thinking about yellow là gì? Là màu vàng á. I thinking để tôi suy nghĩ bao là con ấy là yellow là màu vàng. À. Dạ trời công nhận chị Jennifer chị giỏi ghê mọi người ơi. Thiệt trời ơi chị dạy em mà coi như là em tiếp thu được rồi đó. Không nè, nó thật nha, chị chỉ cho em để sau này em có thêm cái nghề tay trái. Lỡ chị á, chị mở tiệm em về em làm cho chị. Là mở ở đây hả bển chị? Biết ở, đâu, biết đâu chị đi. Mở ở bển luôn ở sao? Bển đi, tại vì em cũng cái mộng của em cũng muốn ở bển. Thì nói chung là chị mở Việt Nam rồi chị mở ở bên nước ngoài nữa.
Tại vì cái mộng của chị cũng thích làm nail lắm. Với lại chị cũng biết làm nail nữa. Cho nên là chị chỉ sơ sơ cho em biết, hiểu không? Ủa, để gõ mắt kiến xuống đã. Em sao chị ngang ngược vậy? Em đang cắt móng tay chị mắt. Xin lỗi chị, sorry. Mà chị giật lại. Ê, chị cái gì vậy chị? Sao cô y nguyên vậy mà? Chết cha rồi bít rồi. Không, con tại nãy giờ em lo một tiếng Anh đó. Cái này nó làm không được. Con này nó làm không được đâu, mày đuổi việc nó đi. Em lo một tiếng Anh đó, trời ơi. Trời ơi chị Jennifer. Ủa, sao chị em còn học nhiều lắm con Lison ơi. Em Lucy. À Lucy. Lucy. Trời, bà đổi tên mình luôn rồi. Con Lison qua con Lucy luôn. Lucy mà đổi qua Lison luôn rồi. Chảy nước mắt luôn rồi nè mọi người. Trời ơi. Ủa quên nữa. Trời ơi. Nó chậm nước mắt, nó lấy cái khăn lau tay lau chân, nó chùi nước mắt nó luôn rồi. Trời ơi, thiệt là tình đó. Cảm đi, công nhận chị Jennifer chỉ duyên dáng dễ sợ luôn. Thôi em ơi, em làm vậy chưa được đâu. Dạ, em Lucy biết ơi, dạ, em phải học qua Bích một khóa nữa. Em còn học hỏi nhiều phải không chị? Đúng rồi, để mà em đi làm cho chị rồi. Chị là cái tập chị rất là khó khăn nha. Dạ. Làm là phải kỹ, phải sạch. Rồi em chỉa đủ. Em chỉa đủ máu. Em chỉa đủ máu chị đó. Ôi ơi, đuổi nó đi. Ông đuổi nó. Đuổi nó đi mệt. Không phải. Chị Jennifer, chị nói với em là chị thích đổ máu mà. Em phải móc đổ máu thì chị không nói, thì em lấy kèm em đẩy vô cái, em muốn đâm lũng thịt chị đó. Em xin lỗi chị Jennifer. Trời ơi, cắt cho đàng hoàng đi cưng. Rồi, em cắt cho đàng hoàng. Bây giờ có đứa nào đổi không? Sao sao đổi, đổi đi đi ra. Thôi đi ra đi. Ôi cắt đau. Ôi chút chị bo cho đi. Như vậy đi ra đi vô. Đổi con khác vô.